Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Em ơi Channel. Đây là hỏi gì đáp đấy. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với số hỏi gì đáp đấy lần này nhé. Nhưng mà trước khi bắt đầu video này thì mình muốn mang đến một số thông tin khá là ngon cho anh em. LG V50 ThinQ đã có rồi và mức giá của nó chỉ là 3 triệu cho chiếc máy có màn hình bị ám mà thôi. Còn nếu bạn lựa chọn máy 97% thì mức giá của nó cũng chỉ dưới 4 triệu đồng. Đường link ở phần mô tả video. Và còn rất là nhiều những sản phẩm ngon trong tầm giá từ 2 đến 10 triệu mà mình đã lựa chọn những cái shop uy tín nhất. Mình cũng sẽ để đường link ở ngay phần mô tả video luôn. Thế nên là nếu anh em nào quan tâm, hãy click vào đường link ở ngay bên dưới nhá. Còn bây giờ các bạn hãy cùng mình đến với số hỏi gì đáp đấy lần này thôi. Ok, câu hỏi đầu tiên thì đến từ bạn có tên là Kiên Vapper hay là Kiên Vape gì đó. S10 Lite bây giờ còn ngon không ạ? Em thấy Thế Giới Di Động bán 6,7 triệu. Và sau khi nghe được cái thông tin là Samsung Galaxy S10 Lite bán với mức giá 6,7 triệu thì mình đã tranh thủ nhanh chân chạy lên trang web của Thế Giới Di Động kiểm tra xem là có phải Thế Giới Di Động bán với mức giá 6,7 triệu thật hay không. Thì khi mà mình tìm qua ấy, thì mình thấy rằng sản phẩm này đã ngưng kinh doanh rồi. Nhưng mà sau khi mình đã vào cái phần là máy qua sử dụng thì con Galaxy S10 Lite này đang được bán với mức giá 6,5 triệu, 6,6 triệu, 6,7 triệu thật các bạn ạ. Và các bạn có thể nhìn ở cái mức giá trên màn hình này. Và mình thấy rằng với mức giá như vậy cho con Samsung Galaxy S10 Lite thì nó vô đối nếu các bạn đang muốn tìm mua cho mình một chiếc điện thoại hàng chính hãng và được bán bởi Thế Giới Di Động. Tại vì trong tầm giá như vậy nhá, chúng ta vẫn có một chiếc máy được bảo hành bởi Samsung và được bảo hành bởi Thế Giới Di Động. Nên là trong cái khoảng thời gian 3 tháng, 6 tháng hay là bao nhiêu khoảng thời gian bao nhiêu đó thì chúng ta vẫn đảm bảo an tâm hơn là mua điện thoại trên những cửa hàng bán hàng xích tay. Đó là một cái điểm mà ăn tiền của Thế Giới Di Động từ xưa đến bây giờ rồi. Đó, và hơn nữa nhé, những cái điểm thông số kỹ thuật của sản phẩm Samsung Galaxy S10 Lite này nó cũng rất là ngon trong tầm giá. Ví dụ như các bạn sẽ có một cái màn hình Super AMOLED với độ phân giải đó chính là Full HD, kích thước của nó là 6,7 inch, rất lớn, rất thoải mái để chúng ta xem phim giải trí. Và nó cũng có HDR10 Plus nên xem phim trải nghiệm thì phải gọi là best choice. Nó có được một cái hiệu năng với con chip là Snapdragon 855. Và đây chính là chiếc Snapdragon 855 hàng chính hãng mức giá rẻ nhất trong thời điểm hiện tại. Đó, và nếu các bạn hỏi mình là ra Thế Giới Di Động mua máy nào mà có 855 giá rẻ nhất thì đây, 6,5 triệu mua hàng qua sử dụng tại Thế Giới Di Động các bạn nhá. Nó sẽ có phiên bản RAM 6GB, phiên bản RAM 8GB và bộ nhớ trong thấp nhất của nó sẽ là 128GB. Thì mình thấy nó cũng quá đủ để chúng ta dùng. Camera 48 chấm, có camera ultra wide, có camera macro, rồi khả năng quay video của nó thì vẫn ngon. Đó, viên pin thì 4500mAh và đặc biệt con này có sạc 45W luôn. Phải nói rằng là con Samsung Galaxy S10 Lite mức giá tầm là 6,5 triệu ở Thế Giới Di Động thì đây là một cái mức giá hủy diệt rồi. Và nếu bạn nào đang tìm kiếm cho mình một chiếc máy có Snapdragon 855, có màn hình Super AMOLED, camera đẹp, thực sự tầm này hãy nên quất con Samsung Galaxy S10 Lite hàng qua sử dụng tại Thế Giới Di Động các bạn nhé. Các bạn đừng có so sánh mức giá của hàng xách tay với cả là hàng chính hãng. Tại vì hàng chính hãng như vậy, mức giá như vậy là nó quá ngon rồi. Và thậm chí nếu so sánh với hàng xách tay thì cũng rất là ít máy nào có thể cạnh tranh được. Chẳng qua cái điểm yếu duy nhất của chiếc máy này là nó không có tần số quét màn hình cao mà thôi. Ok, câu hỏi tiếp theo thì đến từ một bạn có tên là... đâu rồi mình quên tên là Hiếu Lê. Anh Hùng review ơi, cho em hỏi là dưới 2 triệu Vismart Star 5 hay là Redmi 9A? Bỏ qua cho mình cái lựa chọn Redmi 9A đi. Mà trong tầm giá này thì bạn nên phân vân là nên lựa chọn Vismart Star 5 hay là thêm một tí tiền nữa để lên Vismart Joy 4. Nhưng mà kèo này thì mình thấy rằng nên góp thêm tiền lên Vismart Joy 4 thì ổn áp hơn. Tại vì cái sự chênh lệch giữa cái sản phẩm mà Vismart Star 5 và Joy 4 là khá nhiều. Từ cái phần màn hình, các bạn sẽ có một cái màn hình đẹp hơn, Full HD thay vì HD đó. Rồi từ cái phần hiệu năng và con chip Snapdragon 665 mạnh hơn so với Helio P35. Rồi camera của nó cũng đẹp hơn, cũng xịn sò hơn. Nên là trong tầm tiền này, một là tầm 1,6 triệu, 1,7 triệu nhá, bạn quất cho mình con Star 5. Hai là cố lên 2,1 triệu, quất cho mình con Joy 4. Và cả đường link mua hàng của cả hai sản phẩm này thì mình sẽ để ở phần mô tả video cho các bạn có thể click vào và mua một cách nhanh nhất. Đó, chứ còn con Redmi 9A thì thực sự mình chả thấy có một điểm gì đáng mua trong tầm giá dưới 2 triệu nếu chúng ta so sánh với huyền thoại Star 5 và Joy 4 cả. Ok,
Câu hỏi tiếp theo thì đến từ bạn có tên là Ngọc Yến. Mình đã có tầm 7 triệu đang phân vân con iPhone 8 Plus và con Samsung A90 5G. Anh thấy con nào ok, em chỉ chơi Wi-Fi thôi. Nếu chơi Wi-Fi thì quất iPhone bạn nhá. Tại vì chơi Wi-Fi thì chơi trên iPhone nó cực kỳ ảo, đặc biệt là những quả mà bắn vào đầu ấy các bạn. Đó, có một thanh niên ở trong nhà mình tên là Lắc TV thì chia sẻ với mình là như vậy. Chơi game Free Fire trên iPhone thì lúc nào cũng đỉnh nhất. Và mình thấy rằng là con gái nếu mà dùng iPhone thì là một cái lựa chọn gì đấy nó hợp lý hơn là so với A90 5G. Tuy nhiên thì iPhone vẫn có những cái điểm yếu, ví dụ như pin của nó không quá trâu, nhưng mà nếu mà chơi game cũng sẽ được tầm là 3 giờ nhá. Cũng như là cái màn hình của nó thì không theo cái chuẩn mới, nhưng mà mình thấy khả năng hiển thị của nó cũng ok rồi. Nói chung là chơi Free Fire thì nhu cầu như vậy là quá đủ rồi bạn ạ. Huy Thành Phạm có hỏi mình là nên mua Poco M3 hay là nên mua Pova 2. Nhu cầu của em là chơi game mượt, pin trâu. Kèo này hãy lựa chọn Pova 2 bạn nhá. Vì trong tầm tiền như vậy, Pova 2 có rất là nhiều điểm ăn tiền hơn so với sản phẩm Poco M3. Ví dụ như một cái màn hình lớn hơn, khả năng hiển thị của hai máy thì gần như tương đương. Đó, hiệu năng của nó Helio G85 mình thấy nó mạnh hơn so với con chip 662. Rồi pin của nó 7000 mAh cũng trâu hơn là so với con Poco M3. Đó, nói chung là pin trâu và yếu tố là hiệu năng thì mình thấy rằng là với sản phẩm Poco 2 nó đang nhỉnh hơn so với Poco M3. Và mức giá của hai chiếc máy này thì hiện tại chỉ chênh nhau tầm 200-300 nghìn thôi. Và nếu được thì mình nghĩ rằng bạn nên lựa chọn Poco 2 để có thể trải nghiệm tốt nhất nhé. Đường link mua hàng mình sẽ để ngay phần mô tả video cho bạn luôn. Ok, câu hỏi tiếp theo đến từ bạn có tên là Hậu Thanh. Có trường hợp nào shipper tráo hàng không nhỉ? Cái này thì là chuyện bình thường các bạn ạ. Gần như là tỷ lệ nhất định sẽ luôn có. Hôm trước ấy, mình nhớ là mình có mua trên Banggood một cái sản phẩm tai nghe True Wireless mức giá tầm 60 mấy đô. Nhưng mà khi ship về Việt Nam, còn cái hộp không thấy một cái tai nghe đâu. Nên là mình cũng đã bỏ qua cái video review chiếc tai nghe trên Banggood rồi. Hoặc là một số trường hợp chúng ta mua hàng trên Shopee chẳng hạn, thì vẫn gặp được tình huống là shipper tráo hàng hoặc là chúng ta nhận được sản phẩm không đúng. Thế nên mình trong những video mở hộp của mình mới bảo anh em rằng là khi mà anh em mua hàng online, anh em làm ơn dùng cái điện thoại nào cũng được, anh em quay mặt trước này, mặt sau này, các cạnh của nó để xem có bị cách cắt hay chưa, đã bị rọc ra hay chưa, rồi anh em quay lại cái quá trình mà anh em bóc hộp ra xem là bên trong hộp đó có cái gì đó. Nếu mà không đúng sản phẩm anh em đặt trên Shopee hoặc là bên phía nhà vận chuyển họ gọi là họ trộm mất, thì anh em dùng cái video đó làm bằng chứng để có thể là kiện lại bên phía cửa hàng hoặc là anh em kiện lại bên phía đơn vị vận chuyển để được hoàn tiền. Chứ giờ anh em mua một con điện thoại giá 2-3 triệu, thậm chí là 5-7 triệu hoặc chục triệu, mua về unbox ra không quay video gì hết rồi bảo là ơ anh ơi em đặt điện thoại mà sao nhận được củ gạch, ai tin, bằng chứng đâu đó. Nên những trường hợp như này, tránh trường hợp shipper tráo hàng và bị lừa khi mua hàng online hoặc là bị giao sản phẩm không đúng, hãy quay video lại các bạn nhá. Trả tiền cho mình hỏi là cho em hỏi Pixel 2 XL với Pixel 3 cái nào ạ, mua cái nào ạ. Với câu hỏi của bạn ấy thì mình thấy là như thế này, là cần màn hình to và cần pin trâu thì Pixel 2 XL, còn bạn cần cho mình một cái trải nghiệm mượt mà có thể lên được Android 12, rồi cần camera đẹp hơn một xíu, rồi cần cho mình hiệu năng ngon hơn với con chip Snapdragon 845, thì con Pixel 3 nó sẽ nhỉnh hơn. Tại vì Pixel 3 là một chiếc máy ra sau và hiệu năng của nó này, camera của nó cũng được update xịn sò hơn. Nhưng mà con này thì có màn hình hơi bé, cũng như là có một thời lượng pin không quá trâu. Nên là hãy cân nhắc như mình đã nói, cần màn hình, cần pin và cần camera ổn, Pixel 2 XL là đủ rồi. Còn cần một cái camera xịn, cần update Android lâu dài thì con Pixel 3 nó vẫn được update. Và cần hiệu năng trâu, cần hiệu năng cao thì con Pixel 3 nó sẽ được update. Đường link mua hàng của con Pixel 3 thì mình cũng sẽ để ngay phần mô tả video cho anh em nhé. Mức giá hiện tại của nó chỉ tầm 2.8 triệu thôi. Huy Lê Quang có hỏi mình là anh ơi bao giờ Poco X3 Pro có đợt sale vậy anh? Thực ra ấy thì bạn không cần hỏi câu này, tại vì con Poco X3 Pro nó sale hàng ngày luôn. Cứ vào Shopee, cứ vô Lazada là sale. Nói chung là mức giá của nó niêm yết là 6.9 triệu, nhưng mà anh em lên Shopee, anh em lên Lazada thì nó luôn bán ở cái mức giá từ 5.3 triệu cho đến là 5.6 triệu mà thôi. Đường link mình sẽ để ở ngay phần mô tả video cho anh em. Anh em mà căn được những đợt như kiểu là 15 tháng 7 này, hôm nay này, hoặc là anh em căn được những đợt cuối tháng, đầu tháng, rồi như kiểu 7 tháng 7, 8 tháng 8, 9 tháng 9, 10 tháng 10 chẳng hạn, thì mức giá của nó còn rẻ nữa các bạn ạ. Đợt 7 tháng 7 con Poco X3 Pro giảm xuống dưới 5 triệu luôn. Khủng khiếp, 860 mà đánh Full HD 120Hz, pin trâu loa kép sạc nhanh mà giá như vậy thì ối rồi ôi luôn. Chất Gaming có hỏi mình là giá rẻ
nhất chơi được PUBG Max Setting là bao nhiêu ạ? Thì đây, LG V50 ThinQ ám màn mức giá 3 triệu Max Setting luôn, hoặc là LG G8 ngon lành thì mức giá cũng tầm 3,8 triệu là chơi được PUBG Mobile Max Setting rồi nhá. Nói chung á, muốn chơi được Max Setting cứ auto cho mình con Snapdragon 855 trở lên. 845 thì vẫn có thể chơi được nhưng mà chỉ HDR cộng với cực độ thôi. HDK có hỏi mình là bây giờ nên mua iPhone X hay XR? Chắc cái này thì mình cũng không cần trả lời đâu. Mà những anh em mà kiểu am hiểu công nghệ hoặc là có kinh nghiệm mua iPhone, anh em đã biết rồi, không nên mua iPhone X trong thời điểm hiện tại, vì màn hình của nó hay bị lỗi, thiết kế của nó thì hơi nhỏ và pin của nó thì siêu hẹo luôn. Pin cực kỳ nhanh hết, thậm chí nó còn nhanh hơn cả iPhone 8 cơ. Đó, trong khi đó thì iPhone XR màn hình lớn hơn, tuy là cái khả năng hiển thị của nó không nét bằng, nhưng mà mình thấy cũng ổn áp rồi, hiệu năng mạnh hơn, pin trâu hơn, tất cả mọi thứ đều hơn. Các bạn đừng có so sánh là tại sao hai cam mà lại chụp thua một cam. Căn bản ấy là cái thuật toán của Apple làm quá ngon. Camera của iPhone XR chỉ có một cam duy nhất thôi mà nó cân đứt luôn iPhone X các bạn ạ. Khả năng quay video, khả năng chụp ảnh xóa phông, iPhone X không chơi lại đâu. Nên là kèo này lựa chọn iPhone XR các bạn nhé. Na Thạch có hỏi mình là anh ơi có điện thoại nào 5 triệu pin 6000 sạc 30W không? Thực sự ấy là không có bạn ạ. Mình đã tìm hiểu rất là nhiều những dòng điện thoại rồi, nhưng mà vì tầm này pin 6000 nhưng chỉ có sạc nhanh 18W thôi. Mà nếu bạn muốn cân bằng thì mình nghĩ rằng là nên lựa chọn những dòng sản phẩm pin 5000 sạc nhanh 33W là quá ổn áp rồi. Pin 6000 được cái pin trâu nhưng mà hiệu năng thì nó chưa ổn lắm trong tầm giá. Ý mình nói ở đây là chưa phải là vượt trội trong tầm giá, chứ còn pin 6000 thì quá nhiều, như kiểu Tecno Pova 2 này, Poco M3 này, Redmi 9T này, rồi một vài điện thoại của nhà Realme như kiểu Realme C15 rồi vân vân, quá trời luôn. Nhưng mà nói chung á, tầm đấy chỉ mua được pin 6000 18W, còn muốn cân bằng hơn thì mình nghĩ rằng các bạn nên dùng pin 5000 sạc nhanh 33W, cân bằng về hiệu năng là đủ rồi. Như là Redmi Note 10, Poco X3 NFC đang bán mức giá tầm 4,2 triệu, Poco X3 Pro đang bán tầm 5 triệu đến 5 triệu rưỡi thì thực sự là vô đối. Có bạn này có hỏi mình là anh ơi dùng quạt tản nhiệt Mimu DL05 với iPhone 6S được không ạ? Mimu DL05 thì không dùng được với iPhone 6S nha bạn. Nếu bạn muốn dùng với iPhone 6S và đặc biệt là mấy con điện thoại bé bé thì bạn nên mua quạt tản nhiệt là Memo DL03. DL03 thì mình thấy nó sẽ phù hợp với những dòng điện thoại cho dù là nhỏ nhất cho đến là điện thoại to nhất. Còn Mimu DL05 thì nó chỉ phù hợp với dòng điện thoại có kích thước màn hình tầm là 5,2, 5,5 inch trở lên thôi, chứ còn tầm 4,7 inch mà 16:9 thì nó lại bé quá. Hoặc là mấy con điện thoại Android mà màn hình dài thì cũng phải tầm là 5,4, 5,5 inch trở lên nha bạn. Rồi, và đó là tất cả những câu hỏi có câu hỏi gì đáp đấy lần này của mình. Các bạn nghĩ sao? Những câu trả lời của mình sai ở chỗ nào, chưa đúng ở chỗ nào? Thực sự dạo này gần đây thì mình cảm giác nó hơi bị lag, kiểu mình suy nghĩ trong đầu một cái kết quả nhưng mà khi mà mình nói ra thì nó lại chạy theo một hướng khác, nên là có nhiều video mình bị nhầm thông số, hy vọng anh em sẽ thông cảm cho mình nhé. Rồi, và mình cũng có lập một cái group hỏi đáp công nghệ ở trên Facebook, nếu bạn nào quan tâm và muốn gọi là trả lời một cách nhanh nhất thì hãy vào group đó để được tư vấn một cách tận tình nhé, chăm sóc tận răng luôn. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Nhớ subscribe MBA Channel và check hàng online các bạn nhé. Bye bye.